Xin chào tất cả mọi người. Mấy ngày hôm nay nóng quá, quá nóng. Đàn con của Messi chuyển sang Uto mấy hôm rồi. Đến hôm nay thì tất cả đều đã mở mắt rõ ràng rồi. Hôm nay là ngày mùng 9, đẻ ngày 21, tức là 2 tuần và 4 ngày tuổi, 2 tuần rưỡi. Nhìn đến tầm này thì đến tầm này thì nhìn thấy cho con có mặt của bố Bruno rồi. Mẹ vừa cho ti xong và bây giờ là chơi một tí, có con chơi có con buồn ngủ. Mọi người để ý ở miền Bắc thì mọi người để ý mấy ngày hôm nay là nó nóng theo cái kiểu như thế này, là bắt đầu có một cái đợt ve. Thì mọi người để ý nếu mà có ve thì mọi người xử lý cho chúng nó. Vừa là mình đỡ ghê mà nó cũng là cái phòng bệnh đấy. Chứ ve là nó là cái nguồn của cái nhiều cái loại bệnh qua đường máu. Bị thất thoát mất một đứa mấy ngày hôm trước, buồn chẳng muốn nói. Thất thoát mất con cái tiểu siro đấy, còn video tiểu siro là thất thoát mất con đấy, còn 7 đứa. Thất thoát mất một con là do phát sinh nhiễm khuẩn, nhiễm mấy loại khuẩn đường tiêu hóa. 7 đứa thì hôm nay là tất cả đều khỏe khoắn rồi. Bảy đứa thì ba cái bốn đực. Cho đực của cái đàn này thì đã nhận 2 cọc, là còn 2 con nữa. Mấy hôm vừa rồi rất là nhiều các anh chị em có gọi, nhưng thực sự mà nói là mấy cái hôm nắng nóng mà chăm cho con này là rất là bận. Mọi người gọi nhưng mà trại không có nghe được. Thì ai mà quan tâm đến các cái đàn cún con của trại hay là muốn liên hệ với lại GV mà gọi mà không được thì mọi người giúp trại cái là mọi người nhắn một cái tin nhá, để trại biết được là trại gọi lại. Bởi vì là những người thực sự quan tâm ấy. Bởi vì là có nhiều người thì gọi hỏi những cái nó cũng không liên quan đâu. Thành ra là nếu mà có 10 cuộc gọi thì có cũng nghe đến, nghĩ đến cái việc gọi lại cả cho 10 người là nghe nó cũng hơi anh ngại. Bởi vì có nhiều người gọi hỏi và anh GV ạ, có phải không? Đúng rồi, anh có chó Alaska không? Thì chịu rồi. Anh có chó cái gì? Những cái giống gì mà chả bao giờ xuất hiện ở trên YouTube của trại cả. Thì những cái đấy là mang tính chất là nó không cần thiết, hay là những cái việc hỏi là anh ơi em có con này đến đợt này nó có phối được chưa, hay là thế này thế kia, thì những cái đấy là mọi người nên nhắn tin qua tin nhắn. Bởi vì thực sự mà nói là trại rất là bận. Những cái gì rất là cần thiết để mà hỏi thì mình alo thôi. Còn hoặc là ai mà có quan tâm đến chó con chó đực của trại thì chúng ta sẽ alo. Alo không được thì chúng ta giúp trại để chúng ta để lại cái tin nhắn. Thì đây cho hôm nay cho mọi người ngắm cho con một chút. Cái đàn này thì cho con nó rất là chắc con. Đây là cái đàn chó thuộc vào cái mức chất lượng tốt nhất của Gobi. Sẽ là cái đàn chó để làm giống và để đi thi.
đi các bạn có thể là đi thi dog show, hoặc là nếu mà các bạn bạn nào mà có cái ưa thích huấn luyện cũng có thể chọn là những cái đàn chó tốt này. Đây nó thấy chủ ngồi ở đây là nó phi ra đây nó ngồi nó gặm chân đấy, sổ yêu thưa. Đây lên đây ngồi, ngồi lên đây. Rồi hôm nay chủ mặc quần đùi nhá, mọi người thông cảm nhá, bởi vì nóng quá này phải mặc quần đùi thôi. Đầu tóc thì bơ phờ cho nên là hôm nay không có lên hình, hôm nay quay chó thôi. Đừng có rút vào đây, chỗ đây nguy hiểm lắm. Tại sao chúng mày cứ thích rút vào đấy nhỉ? Là như thế nào? Là như thế nào? Cho con cái đàn này thì mẹ Melsi rất là giữ, rất là sạch. Thế nên là đến hôm nay thực sự mà nói là chưa có lau cho con lần nào. Chưa lau người một lần nào luôn. Tính là lau đi rồi quay video đấy nhưng mà cũng chưa lau. Để mai ngày kia rồi lau vậy. Lau rồi sẽ quay video đẹp, sạch sẽ hơn. Đây thì cũng sạch rồi nhưng mà lông nó vẫn có độ hơi bết. Đây là một ông đực rất là to con đấy. Đàn này thì đã nhận cọc 2 đực và 2 cái. À 3 cái rồi đấy, tức là hết cái rồi. Đực thì còn 2 con. Này chúng nó rất là lịch sự đấy. Chỉ rút thôi, không gặm. Chỉ rút thôi, rút lên bụng hả? Chỗ đấy không có sữa đâu. Con nào nó cũng rất là cá tính. Ôi con nó một kiểu đây, nó chơi này. Cái đàn này nó cũng như là cái đàn Loki thôi. Nó mở mắt là đã nghe thấy chúng nó sủa rồi. Có điều là có khác nhau là có chộp được cái lúc chúng nó sủa hay không. Cái lúc đấy mình có rảnh để mà mình cầm máy quay mình quay hay không thôi. Chứ còn nghe thấy chúng nó sủa đấy, sủa dọa gừ nhau. Thôi được rồi, mấy đứa ra đây nào, nào. Ra đây, chờ tí nào, để anh ra đây để di chuyển cái nào. OT. Không rút. Nào, ui sợ anh ra đây ngồi nhá. Nào. Chúng nó rất thích rút vào cái góc kìa. Bà với mẹ. OT. Mùa ve mà nhìn thấy có thỉnh thoảng có con ve nhỏ nó bám vào bọn chó con mà nhìn sốt hết cả ruột. Một ngày phải sờ mấy lần đấy. Bởi vì ở cái tuổi này thì lại không thể sử dụng cái thuốc gì được. Gan thận của chó con nó chưa có phát triển đâu các bạn. Đừng có mà vì ngại mà chúng ta dùng các loại thuốc với các bạn mà có nuôi sinh sản. Thì các bạn nhớ, bởi vì dùng thì nó không thấy cái tác dụng của nó ngay bây giờ đâu, nhưng mà lâu dài nó không có tốt đâu. Gan thận nó đang ở trong cái giai đoạn phát triển thôi chứ nó chưa có hoàn thiện đâu. Đây, này nha, hôm nay để đo. Hôm nay đo cái lọ này. Nhìn đây. Đây, để mọi người sẽ thấy áng chừng được cái độ to của nó. Bởi vì ai mà chăm chó thì cũng dùng cái chibi powder này. Mọi người có thể áng chừng được là con chó nó to, nhìn nó to như thế nào. Bởi vì ở trên video thì nhìn thì không thấy được. Không thấy được là con chó nó to như thế nào. Dây đỏ này là một con cái.
cái dây đỏ này thì không chưa phải là con to nhất đâu. Đấy, hai lọ nha. Thành đồ chơi luôn. À, lọ này hết rồi. Thành đồ chơi luôn. Để mấy hôm nữa là cho mấy quả bóng vào cho chơi. Ok. Rồi ra đây làm. Ra làm với nhau đi. À, đây là một cô gái rất cá tính. Ở cái tầm này thì bọn cho con nó do cái lúc đầu đẻ ra nó to nó nhỏ khác nhau, cho nên là cái tầm này nó sẽ có cái sự chênh lệch. Nhưng đến khi mà con chó nó khoảng tầm 2 tháng thì lúc đấy là nó sẽ đuổi kịp nhau. 2 tháng đến 3 tháng lúc đấy là cân nặng nó sẽ đuổi kịp nhau đấy. Đây là thằng nào đẻ ra to điểm xuất phát mà nó cao hơn thì thằng đấy ở tầm này to hơn này. Điểm xuất phát cao hơn và không có bị ốm vặt cái gì cả khi trong cái quá trình lớn lên. Cái đàn này thì nó khỏe đều. Bà nặng mông bà gì ạ. À, những cái đứa mà nó đẻ ra điểm xuất phát nó thấp hơn, nó bé hơn một tí thì nó lại chắc sớm, đi lại là ngon lành rồi. Mấy con to thì là cái bộ khung của nó